sau giai đoạn bị khủng hoảng nợ hoành hành thì giờ đây eurozone lại đang bước vào một cuộc chiến mới đó là mối đe dọa về giảm phát đang khiến cho không ít các quốc gia châu âu phải dè chừng và điều này cho thấy những thách thức chưa bao giờ là kết thúc trong quá trình hồi phục và phát triển của bất kỳ nền kinh tế nào và mới đây thì ngân hàng trung ương châu âu ecb một lần nữa đã tuyên bố sẽ tiếp tục giữ mức lãi suất thấp kỷ lục để góp phần ngăn chặn giảm phát hỗ trợ cho sự tăng trưởng của nền kinh tế vào tuần đầu tháng 2 vừa qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã công bố quyết định tiếp tục giữ lãi suất ở mức thấp, trong bối cảnh mà Eurozone đang bị đe dọa của tình trạng giảm phát. Như vậy là sau thời gian phải đối mặt với tình hình khủng hoảng nợ và sự suy giảm của nền kinh tế, thì vấn đề giảm phát lại đang trở thành mối lo ngại lớn của nền kinh tế châu Âu. Giá cả khu vực Eurozone tiếp tục xu thế giảm trong tháng 1 vừa qua, chỉ ở mức 0,7%, thấp hơn so với mục tiêu mà ECB đề ra là dưới 2%. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp của khu vực này vẫn còn đang khá cao là 12%. Điều này cho thấy nền kinh tế Eurozone vẫn còn rất nhiều thách thức. Trước sự sụp giảm về giá tiêu dùng, mặc dù đây có thể là tin tốt cho những người dân, nhưng lại là vấn đề vô cùng đáng ngại đối với ECB. Tuy nhiên, trái với nhiều lo ngại về giảm phát, Chủ tịch ECB, ông Mario Draghi vẫn khẳng định điều này sẽ không xảy ra. Tôi chắc một điều rằng giảm phát sẽ không xảy ra. Theo tôi, lạm phát vẫn còn đang trừ trực khối Eurozone. Hiện tại, mặc dù lạm phát đang ở mức thấp, nhưng điều này chắc chắn sẽ không gây ra giảm phát. ECB cũng cam kết sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức thấp hiện tại để góp phần hồi phục lại cho nền kinh tế Eurozone. Ông Draghi cũng cho rằng sự bất ổn tại các thị trường mới nổi cũng tạo áp lực lên vấn đề giá cả. Do vậy, đây không phải là thời điểm thích hợp để thay đổi chính sách trong khu vực việc giữ lãi suất ở mức thấp cũng nhằm mục đích thúc đẩy các ngân hàng thương mại cho vay và hạn chế hoạt động gửi tiền. Đã có nhiều cuộc thảo luận về vấn đề an toàn trong việc cho vay đối với các doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều rủi ro, tôi cho rằng không dễ gì để thực hiện được điều này. ECB dự báo lạm phát khối Eurozone sẽ vào khoảng 1,2% trong năm nay. Theo ông Draghi, tình hình hồi phục của nền kinh tế khu vực này đang theo đúng như kế hoạch. Mặc dù giá cả tại Eurozone cũng đang ở mức khá thấp, nhưng hoạt động tín dụng và tiền tệ trong khối đã có nhiều cải thiện. Tỷ lệ lạm phát trong trung và dài hạn của Eurozone vẫn đang trong tầm kiểm soát. ECB cho rằng lạm phát thấp tại khu vực này sẽ được duy trì thêm một thời gian nữa. Chúng ta sẽ phải cực kỳ thận trọng trong thời điểm hiện tại vì sự hồi phục của nền kinh tế vẫn còn khá mong manh, tuy nhiên đài tăng trưởng này vẫn còn đang duy trì tốt. Như vậy là cùng với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và Ngân hàng Trung ương Anh, SCB cũng đã chính thức khẳng định sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp trong một thời gian nữa, mặc cho đã có không ít dấu hiệu về sự hồi phục của nền kinh tế nói chung. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Anh đã tuyên bố sẽ giữ lãi suất không đổi ở mức 0,5% kể từ tháng 3 năm 2009 cho đến nay, đồng thời duy trì chương trình mua tài sản trị giá 603 tỷ đô la của nước này. Ngoài ra, Fed cũng đã công bố rút thêm 10 tỷ đô la mua trái phiếu hàng tháng, xuống còn 65 tỷ đô la trong chương trình kích thích kinh tế của mình kể từ tháng 2 này. Tuy nhiên, vẫn khẳng định là sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức thấp gần zero, vốn đã duy trì liên tục từ tháng 12 năm 2008 cho đến nay. Như vậy là có thể thấy việc cam kết giữ lãi suất tại các nền kinh tế lớn trên thế giới đã chứng minh nỗ lực của các nhà lãnh đạo trong quá trình vực dậy tình hình kinh tế. Tuy nhiên, để thấy được một kết quả rõ ràng hơn thì sẽ phải cần thêm thời gian nữa.